Vẫn là Rolex, nhưng mà hôm nay em xin phép thêm ít background vào cho nó đỡ trống. Và đây, nhân vật chính của ngày hôm nay, một em Rolex thép 116234, mặt đen gọc kim cương. Thì chiếc này tình trạng thì ngoại hình đẹp 98-99% luôn. Đây, các góc cạnh của nó thì cực kỳ là nét, chưa hề bị mòn, bị tù hay bị khuyết ở điểm nào. Và kính của chiếc này thì cũng chưa hề có vết xước luôn. Thì chiếc này dành cho những anh em nào tài chính chỉ dưới 200 mà vẫn muốn đeo Rolex thì ngoại hình chiếc này còn không phải nói luôn. Và chiếc này phù hợp với những anh chị em nào mà trẻ trẻ một chút, thích sự trẻ trung đấy thì có thể đeo bản thép này. Còn nếu mà thích sang sang một chút thì là sẽ đeo để mi. Bản này thì phù hợp với những anh chị em học sinh sinh viên hoặc là tầm khoảng 25 tuổi trở về thì đeo cái này nó sẽ phù hợp. Còn cũng có thể những anh chị nào thích trẻ thì có thể khoảng 25 đổ lên cũng vẫn đeo được, không vấn đề. Đây, còn về phần khóa của nó thì cực kỳ đẹp. Đây, để em đeo lên tay cho mọi người xem. Size 36mm phù hợp với gần như tất cả người cháu gái của mình, tất nhất là tay người Việt Nam. Nó sẽ nhỏ một chút và thường thì size này phù hợp với những anh em nào tay từ 17 đổ xuống như tay em này thì khoảng 15 chấm đó và sẽ đeo lên. Và chiếc này em chưa cắt mắt nên là đeo hơi rộng một chút. Còn nếu mà anh chị mua thì em sẽ cắt bớt mắt đi để đeo vừa tay, hoặc là em tặng thêm tại vì chiếc này vẫn còn mắt mà. Đấy, còn về tình trạng thì em cho mọi người xem phần càng thì thấy cực kỳ đẹp. Đây, lau qua lại thì nhìn nó bóng bẩy hơn nhiều. Đó là em vừa cầm lên còn dính chút vân tay. Đây. Đó. Nhìn cực kỳ là bóng bẩy luôn. Thì chiếc này là em đã spa qua rồi. Thì tình trạng sao báo vậy?